cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh nhà đầu tư nội trợ lại là mình đây hôm nay là thứ ba rồi à, hôm qua mình có định làm cái clip nhận định vào ngày thứ hai cho nó Nóng sốt đầu tuần tuy nhiên rằng là à, tôi thật là ngày hôm qua mình nhìn thấy nó có ở trong một cái giai đoạn tình huống nó khá là 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 lưỡng lự và đặt mình vào một cái tình huống nó đặt ở trong một cái vùng giá nó đang đi ngang tạo này thì có thể là nó sẽ không nó sẽ có sai nên là cá nhân của mình thì mình mình rất công khai với anh em thôi phân tích kỹ thuật nó không phải là một cái gì đó để giúp cho các bạn luôn luôn một uh, như một nhà tiên tri trăm phần trăm chiến thắng được mà phân tích kỹ thuật thì nó chỉ giúp cho các bạn là một cái định hướng và cuối cùng thì công việc cuối cùng của trader chúng ta thì vẫn cứ là đặt cược với những anh em nào mà đã um, con câu chuyện hâu dài hạn thì tuần trước mình đã có nói về cái hướng của mình rồi đó là mình đã bị lỡ cái thuyền an coi và kể cả đi lên thì nó phải mình sẽ trần đi lên trên này vùng 59.000 nghìn rồi mình sẽ tính toán câu chuyện mua Ở đây là mình cũng không có lời khuyên gì cho anh em hâu để gọi là để gọi là 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 kịp thời trong tình huống ngày hôm qua cả và trong ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy có một cái nhịp tăng và tiếp tục chúng ta thấy giá nó đã vượt qua được vùng 55.000 và bây giờ chúng ta đang thấy cái tiệm cận ở vùng 57.500 58.000 thì chúng ta sẽ nhìn xem rằng là thị trường có những cái gì đặc biệt để cho chúng ta có định hướng tiếp theo trong khoảng giữa tháng và cuối tháng này hay không À, nhìn qua một chút về cái uh, hit map đúng không ạ là cái cái biểu đồ độ tăng uh, giảm của toàn thị trường thì thấy một cách khá rõ ràng đó là bitcoin hôm nay chúng ta tăng nhẹ lên hai phần trăm và nếu như chúng ta đi theo cái uh, cái cái biểu đồ này thì bitcoin Dominant là cái uh, gọi là cái cái uh, thị phần của bitcoin đang chiếm đến bốn mươi tám hai mươi tám phần trăm tất nhiên là ở đây là của của bên này thôi chứ còn nếu như mà chúng ta theo cái trên một mắt của uh, của trading view thì uh, mới chỉ có 46.3 mình thì mình thiên về cái hướng của bên trading view hơn đấy chứ còn 48 phần trăm rất là cao rồi Để Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là Bitcoin thì tăng nhẹ 2 phần trăm nhưng mà những đồng an coi phần lớn chúng ta thấy là màu đỏ thậm chí là đỏ rất đậm có những đồng như là XRP giảm gần 7 phần trăm TRX chúng ta thấy là giảm 6 phần trăm tức là giảm gấp 3 lần Bitcoin thì tăng hai nhưng mà cái có những những đồng khác thì nó lại có cái độ giảm gấp 3 lần phần trăm tăng của đồng bit và nhiều bạn đang ôm an thì cũng rất là khá là là, là lo lắng đúng không ạ vì thế rằng là mà chúng ta chưa mua an đấy thì thực ra chúng ta có lời ấy chứ thế nếu hôm qua chúng ta phô mua chúng ta mua an coin để chờ cái nhịp bitcoin nó vượt qua một cái vùng cản thì không uh, nay chúng ta đã bị âm ý rồi tuy nhiên nhìn ở trên đây chúng ta thấy rằng là có những đồng coin nó vẫn tăng ví dụ như là con Shiba Inu, con AXS con Crab, con uh, Whale nhưng mà những con này thì mình nghĩ rằng là trường có đang được nhiều anh em quan tâm ra thì những con tăng không phải là những con anh em đang nắm giữ đúng không ạ mà nó cũng là những con rất là nhỏ để ADK này anh em thấy rất là nhỏ thôi cái câu chuyện của chúng ta không phải là cái câu chuyện uh, nói như vậy để cho mọi người nhìn thấy cái câu chuyện tăng giảm của thị trường nó sẽ có sẽ có những cái giai đoạn nó nó làm cho anh em chúng ta khá là bị lưỡng lự bình thường thì bit tăng là đồng nga nó phải tăng ít nhất là tăng không ít thì nhiều nhưng mà khi chúng ta rơi vào cảnh bit tăng mà an lại giảm thì thì nhiều anh em là cũng bị hỡng đúng không ạ đặc biệt những em nào mới uh, mình sẽ làm một cái video nói cụ thể về cái câu chuyện là dòng tiền của thị trường và ảnh hưởng đến từng giai đoạn giá của của từng trong một chu kỳ để cho anh em nhìn thấy bức tranh rõ hơn về uh, về dòng tiền nó chảy như thế nào và nó sẽ tác động đến Bitcoin, Ancoin như thế nào và cũng như là sẽ nói về cái um, chức năng của cái đồng Stablecoin uh, ở một video khác Tuy nhiên cái mà mình nói ngắn gọn đây đó là chúng ta thấy cái nhịp giảm của ancoin trong một nhịp tăng ở Bitcoin thì cũng không quá là có gì lạ hay là đáng phải báo động cả. Nhiều anh em đang nói rằng là thấy an đi ngang và bây giờ thì chỉ sợ là một cú bit sợ thì kéo cái đồng ancoin xuống rất là sâu. Thì mình nghĩ rằng là đó là một cái điều anh em uh, phải đề phòng. Phải đề phòng. Tuy nhiên thì một câu chuyện khác đó là nếu như mà thị phần của Bitcoin đang ở 46,3% nó đi lên vùng vùng tranh chấp cũ này chúng ta sẽ đâu đó chúng ta sẽ có bước 48 phần trăm 48 phần trăm khoảng như vậy và nếu như mà thị phần của bit nó đi lên trên 18 phần trăm này sau đó cái một điều đó là nó sẽ đi ngang nó sẽ đi ngang một thời gian chứ nó không sập một phát xuống và khi mà nó đi ngang một thời gian đó thì các cái đồng an coi nó bắt đầu chậm, chậm 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 tăng lên và khi mà sẽ đến một thời điểm đó là thị phần của bitcoin nếu như nó giữ được ở vùng này đủ lâu để nó thể hiện rằng là nó tạo nó xây cho bitcoin một cái vùng đáy khá vững ở một vùng giá để cho nếu như bitcoin nó có giảm nó sẽ tạo ra một cái vùng giá để đỡ ấy. thì lúc đó dòng vốn nó sẽ chảy ngược về đồng an các đồng an coin và thị phần của bitcoin nó sẽ giảm và trong kịch bản như thế thì chúng ta sẽ có một cái nhịp tăng giá của an coin tức là đơn giản là bitcoin đi trước và an coin đi sau À, vậy thì làm sao để biết rằng là bit đi trước an đi sau hay là bit lên sập luôn để cho an đỏ uh, vô cùng cái đấy thì chịu mình rất là chịu và chúng ta sẽ cùng làm rõ xem liệu trên thị trường nó đang cho chúng ta những cái dấu biến nào để chúng ta nhìn thấy cái một một cơ sở đó chúng ta dự dự đoán hay không à, quay về đồ thị của bitcoin thôi chúng ta sẽ nhìn từ tháng xuống đồ thị tháng xuống trước đúng không ạ à, nếu như tiếp tục giữ cái nhịp tăng với cái lực như thế này thì chúng ta sẽ có chúng ta còn 20 ngày nữa mới kết thúc cái tiền tháng nhưng mà nhìn tháng của chúng ta đang là rất là lực đi lên phong phong một phát là lên luôn chưa từng có một nhịp nào giảm gì cả và với kỳ vọng rằng là chỉ có 1 phần 3 tháng chúng ta đã chạy được gần một nửa volume rồi thì nếu như mọi chuyện trôi chảy tiếp thị trường sôi động tiền tiền mới tiền cũ đổ vào người ta sôi động người ta chốt từ u rất nhiều người đang nằm giữ u, u usdt nằm giữ đồng ổn định và họ nhảy vào an hoặc họ nhảy vào bit thì chúng ta hoàn toàn sẽ kỳ vọng rằng là cái volume nó sẽ có thể tăng lên nếu như chúng ta có một cái nhịp tăng vượt qua một vùng cản đây mình gọi đây là một vùng VTCA đúng không ạ anh em nào mà theo dõi khoa học của mình sẽ biết là tại sao và đây là cái vùng nó quan trọng như nào thì khi chúng ta vượt qua cái vùng cản này và chúng ta có một cái volume xác nhận thì đó là một điều rất là đẹp cho cái nhịp tăng tức là trong một nền tháng này nếu như đẹp nhất tình huống đẹp nhất đó là chúng ta nhìn thấy một cái nhịp tăng mạnh vượt qua vùng 59-60 nghìn này sau đó được xác nhận bởi volume thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội để đón một cái con sóng tăng tiếp theo sẽ đến rất là gần thôi có thể hoàn toàn có thể đến từ giờ đến cuối năm nay đó là cái câu chuyện đến tháng nhưng mà đến tháng chúng ta biết rồi còn 20 ngày nữa chuyện gì cũng có thể xảy ra được à, nhìn ở trên chỉ báo của đến tháng thì sao mọi chỉ báo để cho chúng ta thấy chúng ta còn cơ sở để tăng tiếp anh em nhé nhiều người nói rằng là nó đã tăng một tháng hai tháng ba tháng đây là tháng thứ tư trở lại với nhịp xanh khi mà tăng 4 tháng mà không có giảm thì thì phải bước vào một nhịp giảm thì thực ra nó không 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 đúng lắm đâu nó tùy vào tùy rất nhưng mà điều kiện thị trường và những cái chỉ báo nó thể hiện cho anh em chúng ta một cái một cái sự gọi là một phần nào đó thể hiện được cái tâm lý của thị trường đã đạt vào một cái ngưỡng rằng là rất nhiều người muốn bán hay chưa ở trên trên Uh, thông thống kê thì hiện tại chín hơn 90% mươi phần trăm đúng không ạ mình nhớ là mình xem ở một mình nhớ là mình xem một cái video hình như của anh thuận capital ấy còn nói đó là 95% phần trăm bitcoin bây giờ nó đang uh, có lãi thì đó là một cái vấn đề mà chúng ta phải đề phòng thì khi mà chúng ta nói về lãi lời và đề phòng thì chúng ta hay xem thêm một biểu đồ đó là uh, tham lam và sợ hãi đúng không ạ và chúng ta đã bước vào một cái ngưỡng là 78 ở tuần ở một cái video cách đây hai uh, tuần tuần trước thì không phải của tuần trước nữa mình còn nói nhận định đúng không ạ, khi mà thị trường nó đang ở cái mức sợ hãi là 20, khi mà thị trường nó còn đang ở một cái ngưỡng rằng là ai cũng nghĩ là nó sẽ đi xuống tiếp, thì mình còn nói rằng là nếu như chúng ta tuân thủ cái biểu đồ này, và chúng ta nhìn ra được cái uh, hoàn thành một cái chu kỳ gọi là, là điều chỉnh, thì chúng ta sẽ thấy đó là một lúc rất đáng là chúng ta mua. Và đúng là từ lúc đó thì khi nó giữ được cái vùng 40.000 thì nó bay lên luôn. Hiện tại từ 40.000 chúng ta đã lên đến vùng 57.500 rồi khá là cao rồi nhưng ngược lại chúng ta quay lại nếu như sử dụng cái ô thị này dùng lại, quên cái chỉ báo này theo cái cách ngược lại đó là khi nó chạm vào ngưỡng 80 đó là lúc chúng ta rất phải đề phòng một nhịp điều chỉnh sâu thì chúng ta sắp sửa bước đến cái giai đoạn đó rồi mình không dùng cái biểu cái chỉ báo này để để để, để giao dịch đâu mình chỉ muốn nói để cho mọi người nhìn một cách nhanh chóng đó là chúng ta toàn bộ thị trường đang khá là tham lam cái điều đơn giản là như thế và chúng ta vẫn luôn được một câu nói rất nổi tiếng nhưng mà ít người quan tâm đó là hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi mà người khác tham lam. Uh, nhưng nhưng quay lại việc chính của chúng ta đó là phân tích kỹ thuật để chúng ta nhìn thấy đúng không ạ tham lam sợ hãi nó chỉ là một phần để chúng ta như, um, cân nhắc việc mua bán thôi. thì với cây nến tuần trước cái cây nến tuần trước chúng ta đã có một nhịp phá qua một cái VTC 52.500 chúng ta đã có một cái nhịp phá qua và hai ngày tiếp theo của tuần này chúng ta vẫn đang bảo vệ thậm chí là còn đi lên cao hơn khỏi cái vùng tranh chấp này và khi mà cái VTC này nó bị phá qua thì hoàn toàn chúng ta sẽ kỳ vọng đó là sẽ tìm đến VTC tiếp theo và đây là một cái VTC tức là một cái vùng tranh chấp mà thay đổi trạng thái của thị trường nếu như chúng ta vượt được qua đây thì chúng ta sẽ bước sang một cái có thể có nói rằng là quay trở lại chu kỳ tăng một cách vững chắc nhất à, liệu nó có phá này hay không thì không ai biết Thế nhưng mà nếu như chúng ta nhìn ở trên ca volume chúng ta sẽ thấy cây nến của tuần trước đó là một cây nến có một cái volume cao hơn của tuần trước nữa tuần trước nữa là một cái cây nến mà chúng ta gọi là gì vừa kết thúc sau một nhịp giảm đúng không ạ chúng ta đã có một cái nhịp tạo đáy mà chúng ta đã nói ở đây ở, ở hai tuần trước và rõ ràng là volume nó phải tăng dần thì nó mới hợp lý chứ còn nếu như mà volume nó giảm dần thì đấy là một dấu hiệu xấu cho nhịp tăng thì chúng ta vẫn đang có một cái dấu hiệu tốt cho nhịp tăng ở trên khung tuần và với cái nhịp tăng này thì hoàn toàn chúng ta có thể là đánh giá rằng là chúng ta đang có một tín hiệu lên tốt ở khung tuần à, các chỉ báo vẫn đang đi vào cái vùng để có thể tiếp tục đi lên nữa ở khung tuần đó là một cái dấu hiệu rất tốt và nếu rất nhiều người đang đếm đúng không ạ đếm sóng thì chúng ta đã có con sóng một con sóng hai sóng 1, sóng 2 và chúng ta đang kỳ vọng là có luôn một sóng 3 tăng hơn đúng không ạ? Và con sóng 3 này nếu như trên khung nhỏ thì nó phải làm con sóng mà mà mạnh nhất. Rất là mạnh, phải đâu đó phải lên đến 85.000 là tối thiểu. Tối thiểu 82 90.000 khoảng khoảng như vậy. nếu như mà mọi người nhìn góc nhìn rằng là chúng ta đang đang ở trên khung tuần chúng ta bước vào uh, một cái con một cái sóng mới đúng không ạ? Sóng năm mới. nhưng mà cá nhân mình thì uh, mình lại không nhìn như thế mình lại nhìn rằng là chúng ta đang kết thúc cái sóng năm lớn trên khung này cá nhân mình thì mình nhìn nó là như thế mình đã kết thúc một cái sóng năm lớn trên khung này mình đã vẽ cái sóng đó cho mọi người xem hiểu đúng không ạ và nếu như sóng năm thì thì bởi vì cái con sóng ba của chúng ta nó rất là dài rồi thì con sóng năm của chúng ta nó sẽ phải ngắn ngắn thôi thế nhưng mà ăn ngắn, ngắn thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng một vùng từ 75 cho đến 81 82 mươi nghìn À, cho nên cái nhịp tăng về về dài hạn thì vẫn là một cái mà mình đã nói từ rất nhiều video từ cái chuỗi ngày mình làm kênh này đến giờ không phản đối nếu như anh em nào mà tin tưởng vào cái nhịp tăng này cũng như đã mua được Ancoin, bitcoin ở những vùng rất là thấp như là 40.000 như là 42.000 như là thậm chí là mới mua gần đây chỉ ở từ khoảng vùng 47 47 48.000 có một cái mức tăng trưởng với bit tăng 20% đúng không ạ 20% tài sản của bit quá là nhanh rồi còn gì chỉ trong vòng có một tuần thôi thì nếu như những em là đang ôm an ôm bit ôm bất kỳ một cái đồng nào mà tin vào cái nhịp tăng sắp tới tin vào cái sóng năm sắp tới hoặc là tin vào cái con sóng ba trên khung uh, sóng ba trên khung 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 tuần sắp tới một con sóng nhỏ thì đều nên giữ các cái đồng an cũng như đồng bit và chờ đợi là ngày chúng ta có thu có lợi nhuận nói từ nãy giờ chúng ta toàn nói về tăng và tăng đúng không ạ xong rồi một số người sẽ bảo là thế tuần trước ông nói về cái vùng 53 mươi nghìn cái đó mình hơi nhầm đấy mình muốn nói là vùng năm mươi nghìn anh em nhé năm mươi bốn năm nghìn tuần hôm qua tuần tuần trước ở trên cái thumbnail, tức là cái 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 hình ảnh bìa ấy thì mình đã gõ nhầm mình lại cứ nghĩ là nó năm ba nhưng nó là vùng giá năm năm tư năm là cái vùng mà mình nói là phải đề phòng một nhịp đảo chiều à, và chúng ta đã có một cái nhịp chậm lại ở vùng năm mươi bốn cho năm nghìn trong vòng vài ngày và mình, uh, lúc đó thì thật sự mình không không đoán được là nó sẽ đảo xuống hay đảo lên bởi vì đảo lên thì nó vẫn còn nó hoàn toàn có cơ sở thế nhưng mà nếu mà nó đảo xuống thì, thì theo mình nó cũng không có gì xấu uh, thế nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta đã có một cái nhịp tăng lên của thị trường trong ngày hôm qua thôi và uh, và thế thì cái nhịp tăng này nó có tốt không từ nãy đến giờ mình đang nói về những cái dài hạn còn bây giờ mình sẽ nói về những thứ trong ngắn hạn này trong ngắn hạn thì chúng ta đã có một cái quãng thời gian là từ bắt đầu hồi nhịp tăng này cho đến thời điểm hiện tại là là bao nhiêu đây là chúng ta đã diễn ra trong 13 ngày hết ngày mai là 14 ngày và nếu như tiếp tục cái nhịp tăng này hoàn toàn chúng ta có thể đâu đó nó sẽ có khoảng 18 ngày nếu như mà cứ tiếp tục tăng theo kiểu này và nếu như trong một nhịp chúng ta có 18 ngày tăng tiếp tục thì chúng ta sẽ nhìn một cái nhịp giảm Nói lần trước chúng ta có một cái nhịp giảm vào khoảng 22 ngày vào khoảng 22 ngày chúng ta sẽ nhìn tiếp một khoảng thời gian nếu chúng ta nhìn vào một cái nhịp tăng hiện nay trong vòng khoảng 10 ngày, 9 ngày thì chúng ta sẽ lại có một cái nhịp giảm ở đâu đó khoảng 4 ngày tức là tối thiểu thì trong một cái nhịp tăng thì nó sẽ diễn ra khoảng một nửa của cái chu kỳ sẽ có một, một một cái khoảng thời gian giảm tối thiểu từ uh, 1 phần ba cho đến 1 phần hai cái khoảng thời gian uh, diễn ra cái cái chu kỳ tăng tức là ví dụ tăng hai mươi ngày thì nó có thể diễn ra sẽ giảm từ có thể giảm từ năm cho đến 10 ngày là là sắp tới và nếu chúng ta coi cái nhịp tăng dài thằng dọc này trong vòng 18 có thể đây hiện tại mới có 12 ngày nhưng mình nghĩ là nó có thể tăng thêm khoảng hai ba ngày nữa là 15 ngày gì đó là dài thì mình thấy là nó khá dài rồi ý mình nói ở đây tức là cái nhịp tăng trên khung D có thể là khá là dài rồi À, và nếu như mà để ý một số những cái dấu hiệu thì sẽ thấy đó là đã có những cái phe bán họ bắt đầu muốn vào cuộc chốt lời mình đã nói với con số 95% đúng không ạ 95 phần trăm những người nắm giữ Bitcoin là đang có lợi nhuận và khi mà họ đang có lợi nhuận mà chúng ta phải hiểu đặt trong hoàn cảnh đó chúng ta đang tiệm cận vào một vùng cả mạnh và chúng ta đã gần như tiếp cận vào một cái đỉnh đỉnh cao nhất mọi thời đại chúng ta chỉ còn cách đỉnh cao nhất mọi thời đại có khoảng độ 10 trăm 11 12 phần trăm mình có tính là 10 phần trăm đi để không tỉnh dâu chúng ta chỉ còn có 10 phần trăm nữa thôi và Bitcoin mà tăng 10 phần trăm thì nhanh lắm Đấy, tình, tình, huống gì nó sẽ diễn ra uhm, nếu như tình huống cho mình dùng phân tích kỹ thuật để mà mình 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 dự đoán thì chúng ta sẽ có một cái nhịp điều chỉnh rất sớm khi mà giá chạm vào cái VTC là 59.000 60.000 này hoặc là giá chạm vào vùng đỉnh cũ ATH các bạn bật bất kỳ một cái đồng coi lớn nào các bạn sẽ thấy là để mà giá vượt qua ath tức là ôn Time hai đấy đỉnh cao nhất mọi thời đại đấy nó thường là không có dễ thông thường nó sẽ phải mất đâu đó cỡ 2 cho đến 3 lần để chúng nó mới vượt qua được cái đỉnh cụ đó và bitcoin cũng như thế thôi nhất là đây là nó có, chúng ta có một cái ngưỡng tâm lý tức là khi mà chạm vào đỉnh cao nhất mọi thời đại thì ai cũng có lãi đúng không ạ và khi ai cũng có lãi trong một giai đoạn chúng ta vẫn còn đang nhiều cái lo lắng về nhịp tăng như thế này, thì các bạn nghĩ xem rằng là số đông thì họ sẽ làm gì? Mình nghĩ rằng là số đông và rất nhiều anh em là sẽ chốt lời. À, nếu như chúng ta dùng phân tích kỹ thuật, chúng ta thấy rằng là đây là một vùng cản mạnh. Nếu như chúng ta dùng phân tích tâm lý, chúng ta thấy rằng là chúng đang tiếp cận một cái vùng giá khá là quan trọng và dễ xảy ra điều chỉnh. Thì à, cá nhân mình thì mình sẽ không mong muốn nó sẽ tăng một lèo lên đến 60 000 À thôi, mình xin lỗi 65 000 rồi nó mới ra mình rất không mong muốn điều đấy bởi vì nếu như nó kích hoạt một lệnh bán nối từ vùng này nó sẽ kích hoạt một lệnh giảm rất sâu hoàn toàn chúng ta có thể trở lại những cái vùng 48.000 thậm chí là 43 44.000 rất sâu đấy và mình có nói rồi là nếu như mà Bitcoin nó đang đi như này nó không không trả vốn cho an coi để để đuổi theo tức là bit nó cứ tăng an thì tăng không đáng kể dọn chân tại chỗ và khi bit giảm một phát lượng lớn rất là lớn như thế thì an đổ máu luôn bit mà giảm khoảng 25% thôi thì ancoin nó sẽ giảm một phát đâu đó mình nghĩ rằng là có thể gấp đôi so với bit và chúng ta rõ rằng là an thì đang dậm chân tại chỗ bit thì giảm uh, mạnh và an nhận thêm một cú sốc nữa thì những bạn ôm an coi còn xa bờ như thế nào và nó làm lần nữa mình lại nói để cho anh em nhìn thấy đúng không ạ chúng ta mua an coi ở vùng 40.000 mươi mùa của, của tháng tháng tư tháng năm thôi anh em mua ăn coi ở vùng bốn nghìn anh em nào mà đen hơn thì mua ở năm mươi nghìn anh em nào đen nhất thì đu vào đỉnh khoảng từ trên năm mươi nghìn trên năm mươi nghìn và anh em thấy là bitcoin bây giờ đã có những anh em nào mua ở bốn mươi nghìn thì có thể đã vượt qua cái vùng anh em mua rồi thế mà có khi anh em chưa trở về bờ những anh em nào mà mua ở vùng như là năm mươi nghìn thì chắc chắn là chưa về bờ đâu nếu mà mua ăn coi để cho anh em thấy rằng là không phải thị trường nó cứ đi lên bit nó cứ đi lên là anh em ôm an là đã sướng đâu ôm an anh em lúc ăn thì anh em cứ nghĩ rằng là ăn ngon hơn bit nhưng mà cái rủi ro thì rủi ro thì anh em thấy rồi đấy rủi ro thì anh em thấy rất thấy rất rõ luôn đấy cho nên là cái lợi nhuận mà ăn con nó mang lại thì cái rủi ro nó cũng rất là khác rất là khác biệt nói ra như thế từ nãy đến giờ thì bây giờ quay lại câu chuyện này quay lại đầu tiên đó mình còn nói rằng là đến cho phân tích kỹ thuật thì mình ủng hộ cho một nhịp tăng trong những ngày sắp tới nhưng mình rất thấy có dấu hiệu là chúng ta sẽ có nhịp điều chỉnh tuy nhiên bằng một cái sự công bằng thì mình thấy rằng là nhịp điều chỉnh này nếu như nó diễn ra ở vùng 59 60 000 này là đẹp nhất. Tức là sắp tới rồi, chúng ta sẽ có nhịp điều chỉnh rất sớm rồi. Là mình đẹp nhất, thế nhưng mà với cái với cái tình hình về 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 <laughs> độ tham lam sợ hãi, với cái tình hình về về gọi là gì? Về gọi là on chain thì mình không thấy rằng nó sẽ giảm ở cái vùng đó. <laughs> Bởi vì khi mà giảm thế thì nó lại dễ quá. Chúng ta vừa mới có trong đây cái nhịp tăng vừa rồi chúng ta nó chỉ diễn ra rất là đây này ngày 11 8 giờ tối ngày hôm qua thì có một nhịp lấy ra 6.000 Bitcoin nhà mà phát lấy ra 6.000 Bitcoin những tiếng tiếp theo là 500 và à, lúc 10 giờ tối ngày hôm qua thì lấy tiếp tục ra 1.700 tức là đâu đó ngày hôm qua chúng ta có khoảng 9.000 Bitcoin được lấy ra khỏi thị trường và có đưa thêm nhưng mà cũng có lấy ra phần sau sau này thì chúng ta không nhìn thấy không không thể ảnh hưởng nhiều nhưng ngay lập tức chúng ta đã có 8 mình sẽ nhân cho anh em thấy anh em cứ nói 8.000 Bitcoin không nhiều 8.000 Bitcoin anh em nhân với cái giá hiện tại đi 50, cứ uh, cho dọn đó là Thời điểm lấy hôm qua đó là 57.500 57, Là 460 triệu đô Chỉ trong vòng có 3 tiếng đồng hồ bơm vào thị trường à, Lấy mua Bitcoin Và chúng ta cũng thấy rằng là Cái số lượng Bitcoin Mà mấy lần trước mình cứ nói đúng không ạ Mình chúng ta mong chờ rằng là số lượng Bitcoin trên sàn Nó phải giảm tiếp tục để củng cố cho nhịp tăng Thì có vẻ nó đã đi lại Vào cái câu chuyện là giảm à, đi rồi đã rồi đúng không ạ? À, nếu chúng ta nhìn vào thợ đào thì sao? Thợ đào thì cho họ đã, họ vẫn đang chưa bán nhé Thợ đào họ vẫn tiếp tục chưa bán, tức là họ vẫn chưa muốn chốt lời ở cái vùng giá này. À, nhóm thợ đào họ mình nghĩ rằng là họ vẫn đang đánh cho một cái xuồng bullish tức là xuồng tăng giá trong thêm nữa vài hạn. Họ tin vào con sóng tăng, cho nên họ vẫn chưa bán. Đấy là một dấu hiệu tốt để giá nó sẽ còn, còn, còn tăng ta xem uh... thôi chúng mình mình sẽ bỏ qua mình sẽ đến một cái mà mọi người sẽ dễ hiểu hơn đó là chúng ta đang xem về cái số lượng đồng uh, coi ở trên thị trường chúng ta hiện tại vào thời điểm hiện tại theo uh, coi cô là có 133,4 tỷ đô và tuần trước chúng ta xem đó là 132 tỷ đô tức là chỉ trong vòng một tuần chúng ta đã có thêm 1,4 tỷ đô mới được đổ vào thị trường tiếp tục đó là một tín hiệu rất tốt đã có người nói rằng là cái thị trường này đã có những cái uh, uh, trong một trong một giờ thôi người ta mua đến một mấy tỷ đô bitcoin đúng không ạ và nhiều anh em giờ hỉ hả là họ mua cao thế thì họ phải đẩy lên cao nữa cao nữa thì cái này anh em phải đề phòng nhé tại vì mình có nói với những thấm ập họ mua một bốn tỷ đô ấy họ sẽ không có ý đồ họ bán khi mà giá x hai đâu tại vì uh, tại vì mình nghĩ là cái rủi ro của họ nó rất là lớn họ mua ở vùng cao này họ phải xác định một cái tỷ rr tức là giá nó có thể giảm sâu và giá nó phải tăng lên rất mạnh thì, thì thông thường là những cái mà tay chơi lớn như vậy họ sẽ tự nhìn một cái một cái bài toán dài hạn ít nhất là Bitcoin phải lên 120 nghìn thế nhưng mà một con cá mập mà nhìn cái bài toán lên 120 nghìn thì có thể con cá đấy vẫn xa là bình thường đây là cái biểu đồ theo dõi về về vốn hóa về cái đồng ổn định tổng thị trường ấy thì mọi người vẫn thấy đúng không ạ tất cả các đồng ổn định chúng ta đều có hướng đi lên đều có hướng đi lên hết nó đi lên và khá là vững Uh, tổng số tiền rõ là và tăng lên rồi uh, và khi mà cả hai cái biểu đồ theo dõi này nó đều cho mình thấy đấy thì mình tin tưởng vào câu chuyện đó là đồng ổn định đã được bơm thêm vào thị trường đó là một tín hiệu tốt và ủng hộ cho một cái nhịp tăng cũng như là đấy là ủng hộ cho một cái động lực tăng sắp tới <laughs> chính vì thế mình đang rất là lưỡng lự về câu chuyện phân tích kỹ thuật chúng ta có một vùng uh, cả ở trên này một vùng tranh chấp mà mà theo mình rằng là là không quá mạnh mình xin lỗi lúc nãy mình còn nói đây là VTCA nhưng mà không phải nhé cái vùng on time hai này này và chỉ khung D này, mới là đúng còn nếu chúng ta nhìn VTCA theo khung tuần thì mình không nói thì cái vùng tranh chấp này theo mình là nó không 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 lớn không phải là một vùng mạnh các chỉ báo chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể tiếp tục tăng lên nữa rất nóng tiệm cận lên đến 62.000 chẳng hạn vì vậy là những bạn nào mà trông chờ bán xuống Bitcoin ở vùng 59 60, 000 là phải rất đề phòng mình nghĩ là rất đề phòng không thể nào mà dùng phân tích kỹ thuật ở đoạn này để nói rằng là đây sẽ giảm ở đâu đấy là một cái điều mình mình đang nói nếu mà chúng ta nhìn về thông tin mọi người nhìn giống mình vào vấn đề thông tin thông tin của mình mấy hôm nay mình không để nhiều ở thị trường nhưng mà thông tin tốt có vẻ nhiều ví dụ như là chúng ta đã trông chờ vào một cái Bitcoin ETF vào tháng 10 này và nếu thật sự nó có Mặc dù đây là một cái Bitcoin ETF chạy theo uh, phái sinh thì cũng sẽ làm động lượng tốt cho thị trường tăng giá. Chúng ta liên tục chúng ta thấy những cái chính trị gia và những cái uh, những cái cái CEO những cái chủ tịch của những quỹ đầu tư rất là lớn và có sự ảnh hưởng thị trường đang liên tục nói tốt về về thị trường. Tuy nhiên và một cái điều mà mình thấy nữa đó là chúng ta nhìn thấy cái câu chuyện USDT USDT này là một vấn đề mà mình nghĩ rằng là nó diễn ra nhiều lần rồi Đây chúng ta thấy đúng không ạ à, Hơn 68 tỷ đô đang được uh, bảo chứng bằng cái gì của công ty Tether thì đang uh, đang đang gọi là bị bóc trần à, Và cái câu chuyện mà uh, đồng USDT bị tấn công trong một giai đoạn giá tăng Đó là một cái câu chuyện rất nhạy cảm Nói nhạy cảm thế nào thì mình sẽ nói ở một video sau bởi vì không dễ để cho mọi người hiểu cái việc đấy. Còn mình chỉ nói đó là thị trường nó diễn ra như thế này không phải một lần. Và thông thường thì khi mà một cái tin nói về USDT trong giai đoạn tăng như thế này, nó lại là một câu chuyện khá là xấu. Nó là một câu chuyện khá là xấu, tức là nhịp giảm nó sẽ đến rất là gần thôi. Uh, những cái tin tức xấu ở trên thị trường để làm giá đao mạnh thì mình chưa thấy. Những cái tin tức tốt thì mình thấy nhiều hơn. Và rõ ràng là nó đã phản ánh luôn vào đường giá. Chúng ta thấy rằng là đường giá nó đang đi lên rất là vững vậy thì bây giờ câu chuyện là gì đây câu chuyện cuối cùng của chúng ta là bây giờ đi lên thì 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 nhìn thấy rõ rồi đi xuống thì thì có thể xảy ra nên, nên bây giờ đặt đây đây mà lúc phân tích kỹ thuật nó sẽ cho chúng ta cái ưu điểm nhất của nó đó là nó sẽ cho chúng ta có những cái kế hoạch để đối phó ngay từ bây giờ đầu tư chúng ta sẽ nói về câu chuyện tăng giá mình đi thiên về hướng trong kịch bản tiếp theo là nó sẽ tăng đến vùng cái vùng giá cần quan tâm là vùng năm chín sáu mươi nghìn đây là vùng giá số 1 và nếu như chúng ta thấy Bitcoin nó có dấu hiệu đi ngang ở đây Đi ngang ở cái vùng giá này Không đi xuống Đấy là một tín hiệu rất tốt Và lúc này bạn phải để ý rất là rất là kỹ Cái cái gọi là cái az um, Azure Dominance, Tức là cái câu chuyện um, thị phần của những đồng ăn coi Những đồng coi còn lại Nếu như những đồng ăn coi còn lại mà nó nó đi xuống và nó trứng lại nó cũng tạo một vùng dừng lại ở đây và tiền thì các bạn thấy về cái vốn hóa của tổng thị trường nó tiếp tục nó tăng đấy là thời điểm các bạn nên mua altcoin nên mua altcoin mặc dù nhiều người sẽ nói là mua thì mua những lúc ý thì rất là mạo hiểm tuy nhiên tại sao mình vẫn nói nên mua các bạn nên phân bổ vốn mua bởi vì khi bạn mua ở đấy và bitcoin nó đi theo một kịch bản như mình vừa nói ấy, tức là nó sẽ chạy, chạy chạy chậm 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 và ở góc vùng cả này thì thì ai cũng sợ là bitcoin giảm bởi vì đã bị cản lại rồi thế nhưng mà lúc ấy thì altcoin nó sẽ chạy trước ăn con nó sẽ phải nó sẽ phải chạy đuổi mình xin lỗi nó lại chạy đuổi tại sao nó lại phải chạy đuổi như thế nó chạy đuổi như thế để cho giá ăn coi nó tăng rất là mạnh có thể là các bạn sẽ thấy những đồng ăn coi tăng 15 20 trong một ngày luôn và nó sẽ tạo ra một cái thứ nó gọi là cái thứ gọi là sự phô mô khi mà sự phô mô của thị trường khi mà thấy ít thì đứng ngang An thì tăng thì sẽ rất nhiều người là nhảy vào mua đồng an và lại lần nữa đó là câu chuyện mà khi các bạn mua thì ai bán khi các bạn mua an coi thì ở những vùng giá cao ấy thì chính là những người mà mua được an coi vùng giá thấp nó bán và đó chính là những con cá mập và lúc đó nó sẽ lại lúc các bạn phải bị fomo giá nó phải tăng mạnh và ở một cái vùng và ở một cái có nơi đoạn mà nó nó người thì giá mua người thì muốn bán thì nó mới có thể bán được nhiều bởi vì khi đó nó bán thì nó sẽ làm cho mọi người nghĩ rằng là là không phải nó bán và khi các bạn cứ mua như thế thì cái nhịp tiếp theo là biết nó sẽ giảm nhẹ hay là giảm sâu thì mình chưa biết nó sẽ lại cho các bạn đu một lần nữa ăn coi thì các bạn cứ tưởng là mình thắng ví dụ các bạn mua và các bạn ăn được 15 20 phần trăm nhưng mà khi biết nó giảm một phát thì lại trở về không hoặc thậm chí là thua lỗ thế là cuối cùng là cá thì nó bán được hết hàng ra nó mua được rẻ là bán được đắt còn các bạn thì chẳng được gì các bạn thì không nhớ là có, có khi là còn bị âm nữa cơ cái đó là một cái kịch bản không ai mong muốn thế tuy nhiên là nếu như các bạn mua ở cái vùng giá tăng giảm đắt cược thì các bạn sẽ có thể nhanh chóng kiếm được 15 cho đến 20% thậm chí nhiều hơn tùy từ đồng ăn coi chỉ trong vòng vài ngày. nên là đáng để đặt cược. Hãy mua nếu như Bitcoin đi sideways ở vùng 59.000, không thấy có nhiều dấu hiệu hoặc là tin tức xấu, chỉ cần như thế thì chúng ta có thể mua an và chúng ta chờ nó tăng. Nhưng là đừng ăn tham. Nhịp này có thể chỉ là một nhịp lướt thôi. Vậy thì chúng ta sẽ mua an coi khi nào? À, đối với mình thì mình sẽ mua an coi khi mà Bitcoin giảm. Về đâu đó vùng 52.000 mình sẽ giải vốn ra chẳng hạn Hoặc là thậm chí mình trông chờ vùng sâu hơn Về dưới 50.000, về dưới 52.000 à, Sẽ có nhiều người nói rằng hỏi về một câu hỏi cuối cùng Ở cái nhịp à, 40.000 này Mình đã nói rằng là nếu như các bạn thoát đây Có thể các bạn sẽ mất hết đồng coi à, Và có thể Bitcoin nó sẽ bị sẽ bị thị trường bỏ lại Chỉ cần một nhịp thôi Và nhiều người hỏi rằng là liệu Bitcoin có còn xuống được 40.000 nữa không anh? thì ở thời điểm đó mình có nói trên Facebook mình vẫn có nói với mọi người đây có thể là cái cơ hội các bạn mua được an coi rẻ cuối cùng mình có nói như vậy ở trên Facebook và mình vẫn bảo lưu rằng là khá là khó để chúng ta có một cái nhịp Bitcoin giảm về 40.000 nữa rất là khó khi mà Bitcoin nó đã chạy đến đoạn này rồi à, và nếu mà nó giảm nó sẽ có những vùng như là 53.000 để chúng ta cân nhắc thì lời khuyên của mình đầu tiên đó là gì anh em chơi lướt nếu như ăn coi mà Bitcoin nó chạy đẹp chơi lướt ăn coi ăn 15-20% nhảy ra cá nhân mình là như thế trường hợp xấu uh, nó sẽ đi xuống đây là lúc anh em cân nhắc để mua ăn coi vào nó giống như là mình có nói đó là cơ hội cuối cùng để anh em mua ở 40.000 thì có thể đây là cơ hội cuối cùng để anh em mua ở vùng giá 52.000 53.000 trong cái nhịp giảm sắp tới mình vẫn tin rằng là sẽ có một cái nhịp giảm lành mạnh cần phải có trước khi chinh phục ôn tham 2 và điều đó thì nên xảy ra để chúng ta có một cái vùng tích lũy thật là mạnh để chúng ta có thể một phát chúng ta bay luôn qua cái vùng cản ôn uh, tham 2 này mình mong là như thế. Cái bản thứ hai thì đó là gì? Đó là khi mà Bitcoin nó giá một lần nữa nó lại phá qua cái vùng 59.000 này luôn Nó sẽ đi lên lưng chừng Và có thể lúc này nó sẽ đi lên về một cái vùng giá cũng không phải là mạnh, không ăn thua. nói là đoạn này Và lúc này nó mới bắt đầu nó chỉnh Tức là lúc này nó mới bắt đầu nó lại chỉnh về 59.000 Nó sẽ đi như thế này Vì đây là tình huống đẹp nhất cho mùa coi mà anh em đang trông chờ khi mà nó điều chỉnh ở cái vùng giá 59.000 này này, 59-60.000 này này Đây là một vùng số tròn 59-60.000 này đây là một vùng số tròn Đây mà tạo được cái vùng đáy để mà tích lũy, để mà bay qua địch cao nhất thì là đẹp nhất Cái này thì, tình huống này thì không còn gì đẹp nào nữa rồi Thế nhưng mà mình không biết là thị trường nó có cho chúng ta một kịch bản đẹp như thế hay không Nếu như chúng ta tiếp tục có một đi lên vượt qua vùng 59-60.000 Sau đó hồi giảm nhẹ, sau đó tạo đáy Uh, trong vài ngày tin tức các kiểu vẫn bơm ra và chúng ta vẫn thấy đồng an coi không sụt rẻ nhiều đó là thời điểm mà chúng ta nên mua an coi và nếu chúng ta mua ở giai đoạn này chúng ta nên mua nhiều hơn thậm chí là chúng ta có thể ôn in dốc ống cá nhân mình là mình dám dốc ống ở giai đoạn này mình dốc ống và mình sẽ không chờ đó là chỉ cần nó chạm lên trên đỉnh thôi thì mình cũng đã có một phần lợi nhuận rồi lúc đó mình có thể thoát phần ra hoặc là đặt sl thì cái cái việc mua ở đây nó cho mình một cái vùng giá để mình đặt sl khá là đẹp khá là đẹp chúng ta đã vượt qua một vụ btc và chúng ta đặt bên dưới cái vùng tranh chấp đó đây là một cái pháo đài rất là tốt cho phe tăng Cái đây kịch, kịch, kịch bản thứ hai đó là nó đi lên lưng trường của nó. rồi nó ở nó 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 rất là nhẹ đây là kịch bản đẹp nhất nhưng kịch bản thứ ba thì sao kịch bản thứ ba có thể xảy ra vẫn ủng hộ cho đà tăng đó là khi mà bitcoin nó tăng một phát lên đến đỉnh ông tháng luôn và đến đoạn này thì mình không trông chờ cái điều này đây là điều kịch bản của mình không mong muốn nhất bởi vì khi nó tăng một phát một lèo lên như thế thì đâu đó chúng ta sẽ có một cái nhịp tăng của bitcoin tối thiểu nó phải diễn ra trong vòng một tháng cứ gọi là một tháng đi 20 ngày cho đến một tháng và nếu như mà một tháng liên tục mà chúng ta không điều chỉnh thì các bạn biết rồi đây là một vùng cản mạnh tăng quá dài rồi thì nó sẽ phải giảm và lúc này thì nó sẽ giảm rất sâu nó sẽ giảm rất là sâu và lúc này thì mình sẽ rơi vào một tình huống đó là liệu đây có phải là kết thúc của nhịp tăng hay không lớn lúc cái nhịp giảm nó diễn ra như thế này thì đây sẽ là một cái nhịp giảm mà rất là dã dạ man đấy và nó sẽ làm cho chúng ta bị lưỡng lự vô cùng thì mình và nó lại không cho mình có cơ hội để mình mua ăn coi đấy là cái giờ nếu mà nó đi tăng một lèo luôn thì bây giờ mình không có cơ hội mua ăn coi nữa mình chẳng dám mua ở thời điểm nào cả nhưng nó cứ lừa lừa nó đi lên thì nếu bạn nào tham mà mua ở bây giờ luôn trông chờ nó tăng lên đến đỉnh ấy thì tùy các bạn mình thì mình đã cho lời khuyên của mình là mình không làm thế thà là rớt nước miếng còn hơn là rơi nước mắt bởi vì nếu như mà nhịp này mà nó nhịp giảm thì nhà giảm rất là sâu đấy à, đó là về vấn đề về vấn đề tăng thế bây giờ có, mọi người luôn luôn mình luôn nói là chúng ta phải nghĩ đến cả trường hợp xấu nữa tức là nó không tăng mà nó giảm thì sao đúng không ạ thì giảm thì uh, ở cái nhịp giảm ở đây thì mình đã vừa nói rồi thế nhưng mà bây giờ nói câu chuyện xấu hơn đó là nó giảm sâu luôn thì sao tức là nó sẽ có thể cho chúng ta một cái nhịp giảm đâu đó nó phải có thể về tận đến uh, vùng uh, 47.000 nhá thì lúc đó cái nhịp giảm trong thị trường này miễn nó chưa thủng theo mình là nó chưa thủng cái vùng giá nó chưa thủng cái vùng màu tím tím này khá là sâu rồi này miễn là nó chưa thủng cái vùng 47.500 thì anh em cứ yên tâm ôm coi cứ ôm ôm an cứ ôm ôm bít cứ ôm ậm được đến lúc đi tính còn nếu nó giảm sâu hơn lúc nào chúng ta lại ối ra ơi đấy nhưng mà lúc đó thì mình mình không thêm về tình huống nó giảm sâu hơn cái vùng 47.500 còn nếu trong những cái tháng ngày tiếp theo nó có những cái nhịp điều chỉnh theo ba phương án mình nói phía trước thì đó chỉ là thời điểm tốt nhất để anh em mua ăn coi chứ không có gì phải sợ cả thị trường đã cho chúng ta một cái tín hiệu rất rõ ràng là đã trở lại nhịp tăng rồi anh em nào đã tin vào mua option còn tiếp tục đồng hành cùng kênh mình thì thì đều đang thấy rõ là chúng ta nên vui rồi à, bỏ qua đi những cái người nói rằng là đồng USDT bỏ qua đi những người nói rằng là đến đỉnh sẽ bị chốt bỏ qua đi những cái người nói mà uh, Bitcoin đã có 95% rồi đây là một cái cú để nó kéo vốn vào an sau đó bị ôm an thì nó sập bởi vì đó là những cái người họ đã nhìn theo cái hướng là bearish tức là giảm giá của thị trường chúng ta là những người chúng ta tin vào nhịp tăng từ cái giai đoạn 30 000 29 000 chúng ta phải tin rằng là cái con sóng năm này nó sẽ vượt qua đỉnh 65.000 nó sẽ cho chúng ta những cái kết quả như là 70, 75, 82 thậm chí cao hơn. Đã có những người nói về 120.000. Chúng ta sẽ chọn một cái niềm tin tại vì đầu tư không thể cho chúng ta một câu chuyện là dập dòm được. Nếu hôm nay chúng ta nghĩ là nó xuống, ngày mai chúng ta lại nghĩ là nó lên. Đấy là cái mà khiến cho các bạn sẽ nhảy ra nhảy vào. Và khi các bạn nhảy ra nhảy vào thì các bạn chắc chắn là cầm chắc phần thua. Vì thế, lời khuyên của mình đến giai đoạn này đó là chúng ta đang bước vào những cái giai đoạn mà sống còn nhất của thị trường mình tin rằng là trong cái tháng 10 này sẽ tiếp tục là cái tháng mà cho chúng ta cái nhịp tăng mình tin cả trên phần tin tức cả trên những cái gì mà mình thấy rằng là cá mập cá voi họ đang muốn họ đang muốn làm thế nhưng mà ở, ở, tháng 11 có thể chúng ta sẽ nhìn thấy một nhịp điều chỉnh nó ở tháng sau và mình và với cái niềm tin mà sẽ tăng giá là chủ đạo trong tháng 10 này thì các bạn hãy tự có quyết định với mình à, chúng ta nên ưu tiên với những anh em đánh long shot thì hãy ưu tiên lệnh long nhiều hơn tất nhiên là hãy đợi giá nó hồi về những cái vùng những khung nhỏ rồi đánh long lên có thể các bạn sẽ ăn được rất là nhiều vòng trong nhịp tăng này đấy đây là giai đoạn mà các bạn sẽ dễ đánh theo cái hướng tăng nó sẽ không quá khó đâu à, nhưng luôn luôn phải quản lý vốn bởi vì giá nó có thể có những cái lệnh stop hand tài khoản có thể bị cháy trước khi mà mà các bạn có lợi nhuận thì đó là lời khuyên của mình cho anh em long shot còn tất cả những anh em nào đã lỡ tàu thì bây giờ mình không dám khuyên nữa Bởi vì cái góc nhìn của mình đó là góc nhìn mình ôm, ăn coi để bảo vệ vốn Chứ không phải là tìm kiếm lợi nhuận Mình thì sẽ không mua cho đến khi nào điều chỉnh đẹp Còn những anh em nào mà bây giờ thật sự là đáng muốn là liều để ăn nhiều Thì có thể phân bổ vốn ra mua được rồi Để ý để chiêu ra mà trung bình giá Ví dụ như mua ở đây chúng ta sau đó chúng ta lại về chúng ta mua đây và thị trường kể cả xấu nhất về đây chúng ta vẫn còn tiền để mua thì đâu đó nếu như chúng ta chia phân bổ vốn tốt uh, chia làm bốn phần đi thì cái vùng hoàn toàn chúng ta có thể kéo cái vùng uh, entry của chúng ta về rất là thấp trung bình giá nó sẽ về rất là thấp và khi nó về rất thấp như này thì hoàn toàn đây là một vùng cản mạnh giá kể cả nó có giảm đi chăng nữa nhé kể cả nó giảm đi chăng nữa nhé. nó vẫn có cơ hội để nó hồi nhẹ để cho các bạn thoát rồi nó mới giảm tiếp thì nếu như các bạn mua ăn coi theo kiểu liều ấy thì các bạn phải chia được vốn ra để để chúng ta đi được vào kịch bản này thì đó là những cái lời khuyên của của mình trong cái video này video cũng khá là dài rồi hy vọng những thông tin mình mang lại cho anh em uh, có một phần nào đó có ích hãy like share subscribe ủng hộ mình chia sẻ nó cho nhiều người hơn uh, cảm ơn mọi người mình nữa hẹn gặp lại